Seth Quirky đã đưa ra cảnh báo sau loạt báo cáo sai lệch liên quan đến việc quỹ Bitcoin ETF Spot của BlackRock được phê duyệt. Sàn Binance tạm ngừng mở đăng ký tài khoản mới đối với người dùng Anh sau nhiều rắc rối pháp lý gần đây. Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Baidu quyết định thanh lý toàn bộ danh mục đầu tư tiền điện tử trị giá hàng trăm triệu đô la. Bitcoin được cho là đang ấp ủ những kế hoạch mới đằng sau đợt nâng cấp ChatGPT gần đây. Sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động 24 giờ tối nay. Sau loạt báo cáo sai lệch về việc Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC tuyên bố chấp thuận Bitcoin ETF Spot từ BlackRock, cơ quan quản lý này đã nhanh chóng lên tiếng phản hồi rõ ràng liên quan đến độ tin cậy của thông tin trực tuyến. Trong một cảnh báo được đưa ra vào rạng sáng ngày hôm nay, ngày 17 tháng 10, SEC kêu gọi mọi người nên cẩn thận với những thông tin được đưa ra trên Internet, đồng thời nhấn mạnh rằng nguồn tin chính xác nhất về SEC sẽ được công bố bởi SEC. Như CryptoLitVN đã đề cập trong các bản tin trước, cộng đồng tiền điện tử đã được một phen xôn xao vào tối qua sau khi có nhiều báo cáo chỉ ra rằng SEC đã chính thức phê duyệt quỹ ETF Bitcoin Spot đầu tiên của Hoa Kỳ từ gã khổng lồ BlackRock. Loạt thông tin này đã nhanh chóng gây ra làn sóng giao dịch mạnh mẽ, đưa BTC lên mốc 30.000 đô la trước khi giảm mạnh 8%. Phía BlackRock sau đó đã thẳng thắn tuyên bố rằng đề xuất ETF Bitcoin Spot của họ vẫn đang trong quá trình xem xét và chờ quyết định từ SEC. Khách hàng của sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản FTX và chi nhánh FTX tại Hoa Kỳ được cho là sẽ thu hồi lại hơn 90% tài sản vào cuối quý 2 năm 2024 sau khi đạt được một thỏa thuận giữa chủ nợ và con nợ của sàn giao dịch. Vào ngày 17 tháng 10, những con nợ của FTX cho biết họ đã đạt được một cột mốc quan trọng trong vụ kiện phá sản theo chương 11 của sàn giao dịch. Thông qua các cuộc thảo luận với quỹ ban, chủ nợ không bảo đảm nguồn các khách hàng ngoài Hoa Kỳ và các nguyên đơn khởi kiện tập thể liên quan đến tranh chấp tài sản của khách hàng. Một phần của kế hoạch sửa đổi sẽ bao gồm yêu cầu bồi thường thiếu hụt, trong đó những con nợ FTX ước tính rằng khách hàng của FTX.com và FTX.us sẽ nhận chung 90% tài sản có sẵn. Khoản bồi thường thiếu hụt ước tính rơi vào khoảng 8,9 tỷ đô la đối với FTX.com và 166 triệu đô la đối với FTX.us. Nếu được tòa án phá sản chấp thuận, FTX dự kiến số tiền này sẽ được giải ngân vào cuối quý 2 năm 2024. Roblox, nền tảng trò chơi trực tuyến với hơn 200 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, hiện đã chấp nhận mã thông báo XRP của Ripple như một phương thức thanh toán. Cụ thể, XRP dưới dạng tùy chọn thanh toán hiện được hỗ trợ bởi Xsolla, công ty quản lý các khoản thanh toán trong trò chơi của Roblox và BitPay sẽ hoạt động như một đối tác chịu trách nhiệm kết nối liên mạch với ví tiền điện tử, có sẵn trên tất cả các nền tảng chính như Windows, macOS, Android, iOS, Xbox One và PlayStation 4. Roblox hiện có 65,6 triệu người dùng hoạt động hàng ngày, 44% trong số đó dưới 13 tuổi. Người dùng Roblox đã chi khoảng 773 triệu đô la cho việc mua hàng trong trò chơi trong quý đầu tiên của năm 2023. Việc XRP được thêm vào danh sách các hình thức thanh toán của Roblox mang đến cơ hội đầy tiềm năng cho loại tiền điện tử này. Sàn giao dịch Binance đã tạm ngừng việc đăng ký tài khoản mới cho người dùng tại Vương quốc Anh sau nhiều rắc rối pháp lý gần đây. Trong một thông báo trên blog, Binance cho biết bắt đầu từ ngày 16 tháng 10, người dùng Anh sẽ tạm thời không được phép đăng ký tài khoản mới trên nền tảng. Quyết định này tuân thủ theo quy định mới nhất về tiếp thị tiền điện tử, có hiệu lực từ ngày 8 tháng 10 năm 2023. Theo quy định, chỉ các công ty được cấp phép hoạt động bởi FCA mới được phép quảng cáo hoạt động kinh doanh tài sản tiền điện tử ở Vương quốc Anh. Trước đó, vào ngày 10 tháng 10, FCA đã đưa ra các hạn chế về dịch vụ quảng cáo tiền điện tử đối với GreenBuildingSociety.com, đối tác truyền thông về tiền điện tử của Binance tại Vương quốc Anh, khiến Binance gặp nhiều khó khăn trong việc cố gắng tuân thủ hoạt động tại quốc gia này. Gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Trung Quốc, Meitu, gần đây đã quyết định thanh lý toàn bộ danh mục đầu tư tiền điện tử trị giá hàng trăm triệu đô la của mình do thua lỗ. Trong một thông báo mới nhất, Meitu cho biết họ quyết định thoái vốn toàn bộ danh mục đầu tư tiền điện tử của mình. Quyết định mới được đưa ra sau những tổn thất đáng kể đối với việc nắm giữ tiền điện tử của công ty trong bối cảnh thị trường tiền điện tử nhiều biến động. Theo đó, Meitu sẽ chuyển vốn sang thị trường trí tuệ nhân tạo AI đang phát triển mạnh. Được biết, vào tháng 3 năm 2021,
Metro đã đầu tư 100 triệu đô la để mua 31.000 ETH và 940,89 BTC. Tuy nhiên, do nhiều biến động và tình hình kinh tế vĩ mô, công ty đã phải đối mặt với mức lỗ khoảng 24,76 triệu đô la. Thành lập vào năm 2008, Metro là một trong những công ty sản xuất ứng dụng di động phổ biến nhất ở Trung Quốc với giá vốn hóa thị trường là 2 tỷ đô la. Bicotim tiếp tục thực hiện đợt nâng cấp đối với Chat.py nhằm cải thiện hơn nữa trải nghiệm trò chuyện, giao lưu của cộng đồng Pioneer. Hiện tại, BChat sẽ yêu cầu chia sẻ thông tin từ người dùng. Theo đó, nội dung sẽ bao gồm xác thực tài khoản Pi, tên người dùng, vai trò của người dùng trong cộng đồng Pi và đặc biệt là địa chỉ ví Pi của người dùng. Với lần truy cập này, nhiều Pioneer đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi ChatPi yêu cầu cung cấp địa chỉ ví Pi, với một số người cho rằng Bicotim đang ấp ủ những kế hoạch mới liên quan đến điều này. Ngoài ra, phiên bản cập nhật mới nhất hiện cũng đã nâng cấp AI trong Chat.py. Với các phát ngôn quá ngắn sẽ bị hệ thống tự động cấm, hệ thống cũng sẽ đưa ra cảnh báo 3 lần đối với người dùng trước khi cấm họ chỉnh diễn. Theo tờ Financial Times đưa tin vào hôm 17 tháng 10, có hơn 100 tài khoản trên sàn Binance đã bị đóng băng theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật Israel kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Bên cạnh đó, các nhà chức trách cũng đã yêu cầu thông tin của thêm 200 tài khoản tiền điện tử, hầu hết trong số đó được giữ trên Binance. Kể từ khi Hamas tấn công vào Israel 10 ngày trước, gây ra chiến tranh và bao vây vùng đất Gaza của người Palestine, cơ quan thực thi pháp luật của Israel đã làm việc với công chúng và các công ty tiền điện tử để nỗ lực ngăn chặn dòng vốn tài trợ có thể được cung cấp cho nhóm Hamas thông qua loại tài sản này. Vào hôm qua, phát hành stablecoin Tether cũng cho biết họ đã đóng băng tiền trong 32 địa chỉ tiền điện tử có liên quan đến khủng bố và chiến tranh ở cả Israel và Ukraine, đồng thời làm việc với Cục Tài trợ chống khủng bố quốc gia của Israel. Thị trường tiền điện tử chiều nay tiếp tục chứng kiến sự phục hồi, vốn hóa toàn cầu vào lúc 18:30 là 1,131 nghìn tỷ đô la, tăng 1,3% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 28.468 đô la, tăng 2,6% trong ngày. Ethereum đổi chủ tại 1.584 đô la, mất 0,1% giá trị. Binance Coin giao dịch tại 212 đô la. CryptoLiftVN xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe bản tin của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.